Xin kính chào quý khán giả đã cùng quay trở lại với kênh Phong Thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, ít ai mà ngờ rằng năm 2021 là một năm không biết bao nhiêu biến động xảy ra với những gia chủ tuổi Dần. Họ có cuộc sống khá vất vả và gian truân. Bước sang năm 2022 Nhâm Dần, ai cũng nói con giáp này phạm thái tuế nên vận trình sẽ bị ảnh hưởng, mất tiền, mất của, bị tiểu nhân hãm hại. Nhưng giới tiên tri học cho biết, những gia chủ tuổi Dần trong năm 2022 âm lịch ngay từ đầu năm đã có những khởi sắc về sự nghiệp, tài lộc và thành công. Họ là một trong những con giáp dám thách thức số phận để tạo ra những bước ngoặt đột phá trong cuộc đời mình. Thành công và may mắn của họ trong tháng 10 âm lịch đầu năm đã khiến những con giáp khác phải ghen tị nhưng cũng không kém phần kính nể. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi về vận mệnh của những gia chủ tuổi Dần trong tháng 10 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi của các gia chủ tuổi Dần trong tháng 10 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng này được cục diện nhị hợp trợ lực nên công việc làm ăn kinh doanh của các quý gia chủ tuổi Dần có sự mở mang và khởi sắc hơn so với thời gian trước. Ra ngoài gặp được quý nhân trợ giúp nên mọi việc khó khăn đều được giải quyết. Đối với quý gia chủ tuổi Dần làm ăn kinh doanh, tháng này sẽ có sự hợp tác mới hoặc là đối tác mới. Tuy trước mắt có thể chưa đạt được kết quả khả quan, nhưng về lâu về dài sẽ là tiền đề cho sự phát triển sau này. Phong Thủy Sa Cát nhắc quý vị gia chủ tuổi Dần hết sức lưu ý trong các mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Xuyên suốt tháng này là điềm báo cản trở do hiềm khích cá nhân hoặc đố kỵ tiểu nhân. Gia chủ chớ vội đắc ý mà lơ là, kéo mất tiền mật. Năm Nhâm Dần 2022, thái tuế là hạng ngạt đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Sa Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của Phong Thủy Sa Cát được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này tuy công việc có hanh thông, thuận lợi nhưng thu nhập lại không được như mong muốn. Những người làm ăn phải vô cùng vất vả mới đưa ra được việc kinh doanh đi đúng quỹ đạo. Phần lớn thành công liên quan đến phương diện tài chính đều là do bản thân tự tích tiểu thành đại. Tháng này nếu có ý định đầu tư, quý bạn nên tập trung vào các dự án nhỏ lẻ, những mối làm ăn nhỏ sẽ mang lại nhiều tài lộc hơn cho bản mệnh trong năm Nhâm Dần. Đối với người làm công ăn lương thì phương diện tài chính chỉ dừng lại ở mức đủ chi tiêu. Tuy nhiên nếu quý bạn chịu khó tìm thêm cho mình các công việc tay trái thì thu nhập vẫn có khả năng tăng lên một cách đáng kể. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, thầy Sa Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi sức khỏe của tuổi Dần trong tháng này không có gì đáng lo ngại, bệnh nghiêm trọng không mắc nhưng bệnh vặt khó tránh. Tuy nhiên có bệnh ắt có thuốc chữa, sớm gặp thầy gặp thuốc mà không nguy hại gì. Dưới tác động của hung tinh, gia chủ cẩn trọng hơn trong quá trình lao động hoặc sử dụng những vật bằng kim loại sắc nhọn, rất dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó cần chú ý vấn đề đi lại, đề phòng tai nạn xe cộ hoặc gặp họa về đường sông nước vào khoảng thời gian cuối tháng. Các gia chủ tuổi Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Sa Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Xem tử vi tình duyên, gia đạo cho quý gia chủ tuổi Dần có gặp đôi chút bất lợi, thấy rõ nhất là sự ngăn cản từ phía gia đình hoặc áp lực cuộc sống. Đôi lứa mới chấm nở tình yêu đã vội vàng chia ly vì những cản trở. Với các cặp đôi đang hẹn hò hoặc có ý định tiến tới hôn nhân thì nên sớm đưa ra quyết định, tránh mập mờ mà tình cảm nhạt phai hoặc người khác có cơ hội xen ngang, gây nhiều phiền toái. Năm nay nữ mạng đào hoa hơn nam mạng, có thể mở rộng quan hệ xã giao, chủ động hoặc thụ động qua mai mối cũng đều gặp được người tâm đầu ý hợp. Nam mệnh vì mải mê phấn đấu cho sự nghiệp, gặp nhiều áp lực nên khó mở lòng, để lỡ dở cơ hội tốt. Tử vi của từng tuổi Dần trong tháng 10 âm lịch năm 2022, tuổi Canh Dần sinh năm 1950.
Tử vi tháng 10 năm 2022 âm lịch của người tuổi Canh Dần cho rằng đây là một tháng khá thuận lợi, mọi việc tiến triển suôn sẻ, hanh thông, bản mệnh tạo được các mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Tháng này may mắn từ sự nghiệp sẽ giúp những người tuổi Canh Dần trong công việc xác định được mục tiêu rõ ràng của mình. Bên cạnh đó, bạn cũng biết phát huy sức mạnh của tập thể, sử dụng các kết nối để giải quyết công việc nên mọi khó khăn đều được tháo gỡ. Về cơ bản, tình hình sức khỏe của người tuổi Canh Dần khá ổn định trong tháng này, bạn không phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng. Tháng này bình lặng, mâu thuẫn nhỏ có thể xảy ra với gia chủ Canh Dần đã có gia đình nhưng không ảnh hưởng nặng nề tới tổ ấm. Tuy nhiên, thời gian này cũng có thể sẽ xuất hiện người thứ ba xen vào mối quan hệ của bạn, dẫn đến những nỗi buồn, trăn trở, lo nghĩ của bản mệnh. Tháng này bạn bè có thể trở thành nhân tố tác động đến mối quan hệ của tuổi Canh Dần. Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Vận trình của người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 phủ một màu ảm đạm trong tháng này, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Nhiều người vì thiếu kiến thức, đầu tư nên tài lộc bị tổn thất nghiêm trọng, thậm chí phải gánh một khoản nợ nặng nề. Công việc cũng không thuận lợi như ý muốn, vì vậy làm việc gì cũng cần phải cực kỳ cẩn thận, chớ nghe theo lời suối bẩy của người ngoài. Muốn gặt hái thành công, bạn cần cố gắng dựa trên sức của chính mình, chớ nên phụ thuộc hoặc hãm hại người khác. Phương diện sức khỏe cũng kém phần lý tưởng, bệnh cũng tái phát nặng hơn, nếu không cứu chữa kịp thời, dễ gặp phải biến chứng. Vì thế ngày thường, bản mệnh chú ý sinh hoạt điều độ, thường xuyên rèn luyện thể dục, thể thao. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Người tuổi Dần sinh năm 1974 phải xác định đối diện với nhiều khó khăn trong tháng này. Trên phương diện sự nghiệp, bạn dễ phải chịu tác động từ bên ngoài, dẫn đến tình trạng thiếu tập trung và kiên nhẫn. Đặc biệt là khi giải quyết các công việc, yêu cầu sự cẩn thận và tỉ mỉ. Để tránh phạm phải sai lầm nghiêm trọng, bạn cần luôn nghiêm khắc với bản thân mình, tự tìm kiếm động lực để cố gắng. Mối quan hệ vợ chồng cũng dễ phải chịu thử thách trong thời điểm này. Bạn cần giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, tránh để những lời ra tiếng vào, phá hủy tình cảm đôi bên. Cùng với đó, bạn cũng cần tin tưởng vào nửa kia nhiều hơn, thường xuyên trò chuyện, tâm sự với đối phương để hóa giải hiểu lầm. Tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Trên phương diện sự nghiệp, dù bản mệnh không đạt được bước thăng tiến gì quá lớn nhưng cũng sẽ không gặp phải quá nhiều khó khăn. Chỉ cần bản mệnh tập trung vào nhiệm vụ của mình thì công việc vẫn sẽ tiến triển ổn định. Phương diện tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu thích nhẹ. Phương diện tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu nhích nhẹ, đặc biệt là trong các khoản thu phụ, bản mệnh chăm chỉ làm thêm thì ắt được trả một mức lương xứng đáng. Trên phương diện tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp được một nửa kia phù hợp, bạn nên quan tâm nhiều hơn đến hình thức của mình, như vậy có thể dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác giới. Người đã lập gia đình cần chú ý giữ khoảng cách với người ngoài, chớ để chuyện thị phi gây tác động xấu đến quan hệ vợ chồng. Tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Trong tháng 10 âm lịch, người tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có nhiều cơ hội được cải thiện thành tích, đạt được điểm số khả quan trong học tập và công việc. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn được chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng. Bạn vẫn cần phải phấn đấu nhiều hơn và không nên lười biếng. Đồng thời sức mạnh cạnh tranh trong năm cũng tăng lên. Nếu biết tận dụng cạnh tranh chính là con đường thúc đẩy quyết tâm, sự chủ động để nâng cao thành tích. Còn nếu dễ dàng đầu hàng, bạn có thể thụt lùi hơn so với bạn đồng trang lứa. Về tình cảm, vì đang ở độ tuổi mộng mơ nên con giáp này dễ để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới việc học tập, khiến cha mẹ, thầy cô không hài lòng. Tổng quan tháng 10 âm lịch năm 2022, tháng Tân Hợi năm Nhâm Dần. Tháng 10 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 10 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 10 năm 2022, tức ngày 25 tháng 10 đến 23 tháng 11 năm 2022 dương lịch. Tháng 10 Tân Hợi có năm âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Hợi lục hợp dần, tam hợp Mão và Mùi thành Mộc cục, xung tị, hình Hợi, hại thân, phá dần, tuyệt ngọ. Với những người tuổi Dần trong tháng 10 âm lịch cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 10, tức ngày 3 tháng 11 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 10, tức ngày 15 tháng 11 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi mệnh chủ tuổi Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên buông tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Dần trong tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 10, tức ngày 25 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 10, tức ngày 6 tháng 11 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 10, tức ngày 18 tháng 11 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Họa.
Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi của tuổi Dần trong tháng 10 âm lịch, phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Dần. Qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 10 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp được nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.